hãy nhìn vào hai bức ảnh này. Ảnh này là mình chụp cách đây 6 tháng và ảnh này là cách đây 1 tháng. Ảnh này là mình chụp cách đây 6 tháng khi mà mình mới làm mũi xong. Khi mới làm mũi xong thì các tổ chức quanh mũi nó sẽ sưng nề hơn, nó khiến cho cái thể tích da mặt nó tăng lên và nó làm đầy những cái lồi lõm trên da như là cục mỡ má này, như là râu rồng và các nếp nhăn, khiến mặt mình trông trẻ hơn rất là nhiều và da cũng đẹp hơn nữa. Sau 5 tháng thì khi mà cái mũi đã ổn định rồi, những cái vùng ở trên gương mặt nó đã hết sưng nề thì những cái khuyết điểm nó sẽ lại lộ ra trong mặt mình rất là nặng nề, da xỉn màu và trông già hơn rất là nhiều. Còn hiện tại đây là da mặt của tôi nha mấy bà, căng bóng mướt mà trộm vía là nhìn nó cũng mịn, cũng trẻ hơn so với tuổi thật, chắc cũng khoảng 7 tuổi nhỉ. Đó là nhờ em máy tăng sinh collagen của nhà Medicure. Tác dụng của máy này đó là sử dụng sóng siêu âm và sóng cao tần sẽ giúp kích thích sản sinh collagen trên da của mình, từ đó làm đầy được những cái nếp nhăn li ti hay là những cái gọi là cái lồi lõm ở trên gương mặt của mình, khiến gương mặt của mình nó thành một khối, da cũng căng mịn và đều màu hơn, từ đó là giúp chúng ta trẻ hơn tuổi thật. Mỗi lần xài thì máy sẽ xét sẵn chế độ là 80 shot, có nghĩa là khi đủ 80 lần nó sẽ tự động tắt nguồn. Và lưu ý là mọi người phải bôi gel trước khi đi máy nha thì nó mới có tác dụng. Cái gel này thì nó cũng có dưỡng chất, nó giúp da căng và mịn hơn. Cho mấy bà xem kết quả ngay sau khi đi nè. Ngay khi vừa tắt máy và rửa mặt hết gel đi là mấy bà rờ cái mặt là thấy là trời ơi, nó mịn, mướt, căng bóng, nói chung là thích lắm luôn. Hiện tại thì với cái máy này thì tôi đang đi với tần suất là 3 lần một tuần. Da bà nào khỏe thì có thể là đi tần suất dày hơn nhá. Ở đây có tận 5 level cho mọi người lựa chọn, thì tốt nhất là mọi người nên đi từ level 1 rồi dần dần có thể tăng level lên nhá. Thật sự luôn, tôi rất là recommend cho các bà nào mà qua 30 tuổi thì nên có em này trong nhà nhá. Mà có điều kiện thường xuyên đi spa thì tôi không nói làm gì, nhưng mà nếu không ấy, nên có những cái em máy mini ở nhà. Nó sẽ là một cái cứu cánh an gian tuổi cho mình rất là hiệu quả luôn. Thật sự luôn, tôi nói với mấy bà, nếu như mấy bà mà đi spa thẩm mỹ viện ấy thì một lần cho cái đi máy trẻ hóa da thì ít nhất cũng phải từ 2 củ hoặc là 5 củ đi vào từng thẩm mỹ viện. Chỉ với một cái em máy này thôi, nó chỉ bằng 1 hoặc 2 lần các bà đi trẻ hóa da ở thẩm mỹ viện thôi, nhưng mà nó lại có tác dụng rất là lâu dài. Có nghĩa nó ở nhà với mình một tuần mình có thể đi 3 lần hoặc là 5 lần, nó theo mình theo 5 tháng luôn, thì tôi nghĩ nó rất là kinh tế luôn ấy. Cho mấy bà coi này, ở trong nhà tôi là mấy cái máy mini nó nhiều lắm, như là nâng cơ này, di tinh chất này, máy tăng sinh collagen, nóng lạnh, dung hơi, tẩy tạ chất các thứ. Nói chung là thấy cái da mình nó thiếu cái gì là tôi phải sắm liền và trải nghiệm để có những cái sản phẩm tốt nhất ở nhà với mình. Link mua hàng tôi để ở giỏ hàng ở phía bên trái hoặc là link ở đầu trang nhé.